Trần Anh ô tô xin gửi lời chào thân thương đến bà con nha. Hôm nay Trần Anh vừa về một siêu phẩm Lăng Sơ nè anh chị, bản GLXY nha, hệ thống cảm biến dê phía sau, nước sơn đẹp không anh em, sơn sơ hầu như là không có dấu hiệu là tì vết. Mẫu này giá tiền bằng Gen Tre, anh cho anh em chọn đi một mẫu xe thương hiệu công nghệ của Nhật nguyên con hoặc là một mẫu xe hàng, chắc chắn bà con sẽ chọn xe hàng thôi. Chữ Mitsubishi nè, đây là toàn bộ là xe Nhật hết toàn bộ nha, biểu tượng của Lăng Sơ nè, 84A01287, nước sơn đẹp lắm, máy móc bao phê, nội thất option ở trong đảm bảo với anh chị, ngất ngây mùa thu xanh luôn. Đây anh em nè, dàn bâm đã không, đó là bâm sao 5 cánh nguyên bản, 4 cái vỏ mới tinh nha, 4 cái vỏ chủ nhà thay 70-75%, sơn xi đẹp lắm bà con, màu vàng két nha bà con. Tài xế đẹp mấy trăm cây về cho Trần Anh đó, em dọn dẹp làm đẹp hết toàn bộ rồi, từ hệ thống kính chắn gió của em là kính theo xe hết toàn diện anh em. Đây là dàn bâm sao nè, 4 vỏ mới nè, gầm bọng ở trong là không có một tí gọi là một mọt ở dưới phần gầm nha anh chị, xe đẹp tuyệt đối luôn anh em. Đi mẫu này bền 1.6 à, đăng kiểm tháng 5 2024, toàn bộ hệ thống kính chắn gió và ron là rin hết, cũng đèn phía trước nè, đèn phía trước là đèn liền, mặt ca lăng tản nhiệt rất là nhỏ của dòng Mitsubishi là anh chị. Như bà con đã biết rồi, Mitsubishi là một dòng xe thương hiệu đến từ Nhật nha. 203 chứ anh em, giá cực kỳ là hợp lý cho anh em. Mẫu này Trần Anh đang bán với giá là 115 triệu cho anh em. Anh em nhìn vô phần nội thất đẹp không? Đó, bên đây chúng ta sẽ có khe học tì tay nữa nè. Nội thất thiết kế sang trọng và cực kỳ là rộng rãi, 5 chỗ ngồi không hết niên hạn. Mẫu này bà con đi suốt cuộc đời luôn nha. Dàn trần nè, trần rin đó, trước chủ nhà mua đến 200 mấy chục triệu đây anh chị, bây giờ giá xe nó hợp lý rồi. Nhưng mà hôm nay tìm được mẫu xe cọp lắm anh em, hệ thống keo chỉ là rin 100% luôn, sóng gần cửa là nguyên si, không có đâm pha lỗi lầm nha anh em. Anh em trải nghiệm nè, 4 cánh chỉnh điện hết toàn bộ nè, keo chỉ nè, nguyên bản nè anh em, và dàn hệ thống ghế của em nó mấy chức năng chỉnh nè. Đây là chế độ chế năng là đôn ghế nè, rồi đây là chỉnh ghế lên xuống, đây là chỉnh vai, tem theo xe, ốc tán 7 màu nó còn nguyên si như thế này. Vô lăng của Mitsubishi nè, đi mẫu nó thì bền, bà con có đi 1.000 cây Trần Anh vẫn bao cho bà con chạy một mạch không nghỉ luôn anh em. Hệ thống gương cụp mở, anh em nhìn cũ số nè, đời 2003 chủ nhà chùm mình kỹ không chạy luôn anh em. Anh em thấy cụ số Mitsubishi không, mới tinh, trang bị cho em nó là màn hình Android nè, kết hợp là cam hành trình, cam dê nè, full hết toàn bộ tất cả các tính năng rồi. Bên đây chúng ta sẽ có đèn hệ thống đèn gầm, kết hợp hệ thống gương chỉnh điện, đầy đủ tính năng, đi được 196.000 nè. Đồng hồ không có dấu tích là lỗi lầm nha anh em, anh chị. Tắp lô tắp bi đẹp lắm, vân gai này mới tinh luôn anh em. À, cam hành trình đồ chơi full hết rồi. Nhìn cái củ số nó chạy nước miếng rồi. Anh chị nhìn thấy củ số không? Nè, không một tí gọi là phai mờ luôn. Cục máy bao đẹp. Anh chị trải nghiệm tiếp tục cục máy cùng với Trần Anh nha. Máy gầm chạy ngon lắm. Nói chung là tài xế chạy 5-700 cây về cho Trần Anh bình thường á. Kính phía trước là kính của Mitsubishi nè anh chị, kính Mitsubishi nguyên bản nha anh em. Anh em có cục máy nè, máy nổ êm như xe đời mới luôn. Đây anh em, máy móc số nguyên bản hết. Đây là mặt nắp cò, qua thời gian 5 tháng có canh chỉnh nè, chủ nhà thay lại dây loa cam mới. Cái thứ hai, đường hệ thống rút bê nước là có thay lại nè, đây là rút bê nước có thay nha, đó là báo luôn nha. Chứ đời này cả bao nhiêu năm rồi, còn ngoài ra số rin và buồng đốt của em nó chưa mở nè, mặt sơ mi nó còn nguyên si, mặt sơ mi của đường buồng đốt chưa mở nha. Nói chung là máy móc số rin hết toàn bộ nha anh em, xe không có một tí lỗ hơi luôn. Đây anh chị, ốp chụp của Mitsubishi 1.6 chạy dòng này đâu đó rơi cho anh em 7 lít. Bên đây chúng ta sẽ có ổ ga FI, em đang xài toàn bộ hệ thống phun xăng điện tử. Dòng Mitsubishi thiết kế rất là hay, đây là dòng Boe nằm dọc nè anh chị, đó Boe nằm dọc anh chị thấy không, nằm ngang chứ sorry nha, nằm ngang nha. Hệ thống cảm biến gió nè, bên đây sẽ có gió chờ. Gió chờ này để làm gì ạ? Gió chờ này khi mà bà con gió nó dư á, thì nó sẽ đẩy về ngược bên đây đó, gió dư nó đẩy ngược bên đây, nó xuống lại ổ ga nha, nó tiết kiệm nhiên liệu cho anh em đến tuyệt vời luôn anh em. Máy êm không anh em, máy đẹp lắm. Rồi chủ nhà chạy qua thời gian 5 tháng có xúc lại ổ ga nè đó, xe có sao là báo vậy. 4 máy nha anh em, bao đẹp luôn, hai bên kèo cột là nguyên si, không có đâm va và lỗi lầm ở trên chiếc xe nha anh em. Xương đầu nè, xương đầu đẹp,
dàn két nước còn nguyên bản theo xe luôn anh em. Đây là két nước nè. Chủ nhà đi một cái bình 65A, hộp bảng chỉ dẫn còn trì thông số còn rất là rõ ràng như thế này. Anh em thấy như thế nào? Xe này không mua thì mua xe gì? Giá bằng Gencha, chạy sướng gấp 100-1000 lần Gencha. Bên Trần Anh bao máy cho bà con 1 đến 2000 km. Chạy nằm đường thì trả xe luôn cho Trần Anh. Xe này nói chung là Trần Anh canh lâu lắm mới mua được đó bà con. Keo chỉ nó có bô rin tuyệt đối 100%. Riêng là keo chỉ nó có bô của dòng Mitsubishi thiết kế rất là hay nè, chỉ nè, anh chị coi nè, chỉ nè. Đó, chỉ không liền nha, chỉ là chỉ nó hơi bị uốn cong nha, đó là nguyên bản của chỉ của dòng Mitsubishi, không có dấu hiệu là chạy là chỉ đâu. Cục máy bao phê rồi anh em. Máy nổ nè. Êm lắm. Nội thất đẹp, sạch sẽ vô cùng. Ở gia đình thì đi mẫu này. Anh em muốn đi bền á, 5-7 năm nữa mà không có vấn đề thì anh em lấy xe này. Trần Anh dám bảo hành cho anh em máy móc 1 năm luôn, 1 năm máy luôn, dám bảo hành như thế là bà con biết Trần Anh tự tin với cái chất xe Trần Anh bán ra rồi nha. Về cái chất xe khỏi nói, đây là doăng nè, doăng của em Mitsubishi là doăng, doăng đó là doăng dài chứ không doăng rời nha. Doăng rời kính là nguyên bản của Mitsubishi nè anh chị, đẹp chưa anh em. Chỉ có tiếc một điều như thế này nè, tiếc một điều nó hơi bị nứt ở trong một tí xíu, quay luôn nha, hơi bị nứt một xíu. Cái này nước sẽ không vô cho bà con yên tâm, nó nứt ở trong nhẹ một tí xíu thôi. Bây giờ mà thay cái kính này cũng được, nhưng mà thay nó sẽ trở thành kính lô cho nên chờ anh không muốn thay, để vậy thôi anh em. Đây là kính rim nha anh em nha, một tí xíu thôi anh em, cỡ tầm 5 phân đó là báo thẳng báo chuẩn luôn. Còn chất xe thì xin lỗi anh em, không có điểm chê luôn, sạch sẽ lắm. Chủ nhà đi người ta kỹ lưỡng, gương cụp mở nè, gương chỉnh điện nè, full hết toàn bộ tất cả tính năng, chỗ ngồi rộng lắm anh em thấy đẹp không, hầm hố. Đây anh em, chỉ có 115 triệu mẫu này cho anh em. Anh em mua cho anh bớt cho 5 triệu, còn 101, rẻ bằng Gencha, đi sướng gấp trăm gấp ngàn lần Gencha. Tuyên bố thẳng thừng một câu xanh rờn luôn, ốc tán phía sau rin hết, nước sơn rin ở trong quá trời, cốp rộng, cốp rộng vô đối anh em nha. Nè anh em, wow, đã không, hết sức, quá đẹp luôn, máy êm ru. 5 cái mâm nè, sáng trưng, anh em coi có chỗ nào xét rỉ ở trong cốp không. Không hề nha anh em, đèn đuốc ở trong cốp nè, sáng rực như thế này. Anh em trải nghiệm tiếp tục phần gầm nè, gầm bao đẹp luôn, bao xinh tươi. Đây anh em, xe này không mua chắc không có chiếc thứ hai đâu anh em. Gầm nè, gầm bề ở dưới là không có một tí một mọt anh em nha. Đó anh em thấy gầm không, xuất sắc không, quá đẹp luôn. Đinh bấm ở dưới gầm còn nguyên si như thế này. Thôi chào bà con nha, chúc bà con cô bác có một buổi ngày vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Đam mê hàng cọp thì alo cho Trần Anh Ô Tô nha. Xe này chỉ có một, không có hai đâu anh em, chỉ có một thôi nha, chỉ có một. Nhanh tay alo cho Trần Anh để sở hữu ngay mẫu Mitsubishi thương hiệu đến từ Nhật như thế này. Toàn bộ ở trong đây là da hết toàn bộ nè anh chị nè, da nha, da nha, rất là xịn sò luôn, không phải nhựa nha anh em. À, củ số nè, khoái củ số thôi thì quá khoái luôn. Khoái khoái, chạy nước miếng, chạy nước miếng. Ok chưa? Rồi Trần Anh chào bà con nha.